Nga ra lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu, tình huống nghiêm trọng khiến cho toàn cầu rối loạn. BBC thừa nhận Ukraine phản công thất bại. Kiev đặt hết hy vọng vào 160 chiến đấu cơ của phương Tây. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Việc thiếu nhiên liệu vài tháng gần đây đã khiến Nga phải cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel để bình ổn thị trường trong nước. Động thái này có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu vốn đang nhức nhối trong thời gian gần đây. Chính phủ Nga cho biết nước này đã đưa ra lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng và dầu diesel sang tất cả các nước, ngoại trừ 4 thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu do Moscow đứng đầu, bao gồm Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. Theo Điện Kremlin, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài trong thời gian cần thiết để bảo đảm sự ổn định của thị trường nội địa. Từ ngày 25 tháng 9, chính phủ Nga cho biết lệnh cấm vô thời hạn đối với tất cả các loại xăng dầu diesel chất lượng cao vẫn được áp dụng, nhưng Moscow quyết định dỡ bỏ các hạn chế đối với nhiên liệu được sử dụng cho một số loại tàu và dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao. Nga cũng dỡ bỏ hạn chế đối với các lô nhiên liệu xuất khẩu của hai tập đoàn Russian Railway và Transneft, vốn đã được cấp phép trước khi lệnh cấm ban đầu được công bố vào ngày 21 tháng 9. Dù Nga đã có động thái nới lỏng lệnh cấm, nhưng các chuyên gia cho rằng những khách hàng thường mua các mặt hàng này của Nga vẫn phải tìm nguồn cung thay thế cho đến khi Nga có thể ổn định nguồn dự trữ trong nước. Các thương nhân cho biết thị trường nhiên liệu ở Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đang bị rất nhiều yếu tố tác động, bao gồm thời kỳ bảo dưỡng tại các nhà máy lọc dầu, gián đoạn trên các tuyến đường sắt và đồng rúp yếu, kích thích xuất khẩu. Trong những tháng gần đây, người tiêu dùng Nga phải đối mặt với tình trạng giá bán xăng và dầu diesel tăng vọt, đặc biệt là sau khi nhà nước giảm một nửa mức trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu hóa dầu để đảm bảo cân đối ngân sách. Bộ Năng lượng Nga cũng cho biết, việc tạm thời ngừng xuất khẩu sẽ buộc các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu nước này phải gia tăng nguồn cung cho thị trường nội địa, từ đó hạ nhiệt giá nhiên liệu cũng như ngăn chặn tình trạng xuất khẩu nhiên liệu bất hợp pháp. Nga cho biết việc xuất khẩu sẽ tiếp tục được nối lại sau khi thị trường nội địa ổn định, nhưng không đưa ra mốc thời gian chính xác. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng Tổng thống Nga Putin đang cố gắng phá vỡ thị trường dầu mỏ như ông đã làm với khí đốt tự nhiên, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng năm ngoái. Giới phân tích thì nhận định việc Nga dừng xuất khẩu xăng dầu cho phép nguồn cung cho thị trường nội địa tăng mạnh nhằm đảm bảo ngay lập tức các nhu cầu hiện tại. Nhưng đổi lại sẽ là sự thất thoát nguồn thu ngân sách năm 2023 khi có thể thu được lợi nhuận từ việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ với mức giá cao. Lệnh cấm xuất khẩu xăng của Nga sẽ không có tác động lớn tới thị trường toàn cầu bởi phần lớn xăng mà Nga sản xuất được tiêu thụ ở trong nước. Công ty dữ liệu Votesa cho biết từ đầu năm tới nay, Moscow vận chuyển trung bình 110.000 thùng xăng dầu mỗi ngày. Nhưng với dầu diesel thì khác, bởi Nga là một trong những nhà cung cấp dầu diesel lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất dầu thô hàng đầu. Theo Votech, Nga chiếm hơn 13% nguồn cung dầu diesel toàn cầu từ đầu năm đến nay và là nhà cung cấp dầu diesel qua đường biển lớn nhất thế giới, với lượng xuất khẩu 1 triệu thùng mỗi ngày. Ước tính trong năm 2023, Nga sản xuất 44 triệu tấn xăng và hơn 90 triệu tấn dầu diesel, trong khi thị trường trong nước tiêu thụ 36 triệu tấn xăng và 40 triệu tấn dầu. Các nhà phân tích bao gồm công ty tư vấn FGE Energy cho biết lệnh cấm dầu diesel có thể kéo dài tới 2 tuần trước khi Nga bổ sung nguồn dự trữ và tiếp tục xuất khẩu. Còn về lệnh cấm xăng, ngân hàng JP Morgan cho biết tình trạng này có thể kéo dài vài tuần cho đến khi mùa khai thác kết thúc vào tháng 10. Trong khi FGE Energy cho biết việc bổ sung lượng xăng dự trữ của Nga có thể mất tới 2 tháng. Sau khi Liên minh châu Âu cấm nhập khẩu nhiên liệu của Nga nhằm lên án chiến sự Ukraine, Nga đã chuyển hướng xuất khẩu dầu diesel và các nhiên liệu khác sang Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Bắc và Tây Phi cũng như các quốc gia vùng vịnh ở Trung Đông. Các quốc gia vùng vịnh, nơi có các nhà máy lọc dầu lớn của riêng họ, sẽ tái xuất khẩu nhiên liệu mà họ nhận được từ Nga. Dữ liệu cho thấy lệnh cấm của Nga sẽ làm thay đổi dòng chảy đó một lần nữa. Nguồn cung dầu diesel từ các cảng của Nga đến Brazil đạt khoảng 4 triệu tấn kể từ đầu năm tới nay, cao hơn nhiều so với 74.000 tấn trong cả năm 2022. Nga đã thay thế Mỹ trở thành nước xuất khẩu chính dầu diesel cho Brazil. Các nguồn tin thị trường cho biết, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel kéo dài của Nga có thể buộc Brazil phải thay thế tới 400.000 tấn nhiên liệu mỗi tháng. Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến hàng đầu của các tàu chở dầu diesel từ Nga sau lệnh cấm vận của EU. Kể từ đầu năm tới nay, nước này đã nhận tổng cộng khoảng 7 triệu tấn dầu từ Nga. Sau khi có lệnh cấm mới, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể nhập dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao của Nga. Các thương nhân cho hay,
Theo các nguồn thạo tin, các quốc gia châu Phi dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng nguồn cung dầu diesel được vận chuyển từ Trung Đông, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo dữ liệu theo dõi vận chuyển từ Kappler, hai công ty môi giới tàu cho thấy ít nhất 132.000 tấn dầu diesel giao vào tháng 9 sẽ hướng tới châu Phi từ nhà máy lọc dầu Doom mới của Oman. Các thương nhân cho biết các nhà nhập khẩu Mỹ Latin có thể sẽ chuyển sang bờ vịnh Hoa Kỳ và Trung Đông. Xuất khẩu dầu diesel từ Trung Đông sang Mỹ Latin ở mức cao nhất trong 8 tháng là 315.000 tấn. Châu Âu cũng có thể lấp đầy phần nào khoảng trống do lệnh cấm xăng dầu của Nga để lại. Công ty tư vấn công nghiệp FGE cho biết các nhà cung cấp Tây Bắc Âu vốn đã mất thị phần ở Tây Phi vào tay nguồn cung của Nga trong năm nay có thể sẽ bổ sung nguồn cung thiếu hụt từ Nga. Sau khi tuyên bố quay lưng với nhiên liệu Nga, châu Âu đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm cả từ Trung Đông. Sự cạnh tranh để giành được những nguồn cung đó giờ đây sẽ tăng do lệnh cấm của Nga. Điều này sẽ có tác động gián tiếp đến châu Âu. Do đó, các thương nhân cho biết họ kỳ vọng các nhà máy lọc dầu Đông Bắc Á ở Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ thúc đẩy xuất khẩu dầu diesel sang châu Âu. Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 190.000 tấn dầu diesel sang châu Âu trong tháng 9, với 45.000 tấn dự kiến được vận chuyển vào tháng 10, cũng đến các nước phương Tây. Dữ liệu theo dõi tàu biển của Kappler và dữ liệu từ một nguồn môi giới tàu biển cho thấy. Theo BBC, trái ngược với kỳ vọng của phương Tây, nỗ lực phản công của Ukraine hiện tại gần như chững lại mà không đạt được bước đột phá nào. Trong phóng sự mới đây về chiến dịch phản công của Ukraine, BBC dẫn lời các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 24 thuộc quân đội Ukraine cho rằng họ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến không hồi kết. BBC cũng cho biết cuộc phản công mùa hè ở Ukraine sắp kết thúc mà không đạt được những bước đột phá như nhiều người mong đợi. Bất chấp số lượng thiết bị quân sự khổng lồ do các nước NATO cung cấp cho Ukraine, phương Tây vẫn không thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở đông nam Ukraine. Trong khi đó, Moscow gần như đẩy lùi các đợt phản công của Kiev trên mọi mặt trận. BBC nhận định Nga là bên vượt trội hơn về số lượng máy bay không người lái UAV. Chúng đánh phá các vị trí phòng thủ và các đơn vị cơ giới của Ukraine bất kể ngày đêm. Nói cách khác, chiếm ưu thế trên không mang lại lợi thế lớn cho lực lượng Moscow trên chiến trường. Nga có nhiều máy bay không người lái hơn. Điều này khiến cho việc ngụy trang và không bị phát hiện trở nên quan trọng. Chúng tôi chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ thì trong bộ đàm vang lên yêu cầu dừng lại vì phát hiện máy bay Nga hoạt động trong khu vực. Một binh sĩ Ukraine nói, nếu lực lượng Ukraine cố thủ trong các công sự kiên cố, UAV Nga sẽ tiêu diệt các phương tiện cơ giới lẫn nhân lực của họ. Theo các binh sĩ Ukraine, ngay cả khi giành được tuyến công sự từ Nga thì họ sẽ sớm bị hỏa lực đối phương bắn phá bằng nhiều loại vũ khí. Đứng trước tình huống đó, tinh thần của bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ bằng cách nào để tự bảo vệ mình. Theo BBC, các binh sĩ Ukraine được phỏng vấn không chắc chắn về thời điểm họ xuất ngũ dù đã chiến đấu khá lâu. Trong bối cảnh tình hình trên các mặt trận đang không có tiến triển, Kiev hy vọng 160 máy bay chiến đấu phương Tây sẽ cứu vãn được tình thế. Trong tháng qua đã có một số biến chuyển tình hình diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, đặc biệt là trong các vụ tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze vào các phương tiện chiến đấu mặt đất và cơ sở hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó đã xuất hiện nhiều video về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Nga nhằm vào các sân bay, xe lửa, nhà kho và các thiết bị khác nhau của lực lượng vũ trang Ukraine. Nằm cách chiến tuyến hàng chục km, tức là trong phạm vi các hệ thống phòng không tuyến sau, chứ không đơn thuần là các tổ hợp phòng không lục quân ở tiền tuyến. Đồng thời, phần lớn các khung hình video đều có một đặc điểm chung, hay nói đúng hơn là một khía cạnh quan trọng mà thời gian gần đây các chuyên gia quân sự đã lưu ý đến và muốn phân tích kỹ hơn. Cần lưu ý rằng cùng với các bản ghi âm từ chính các UAV Kamikaze của lực lượng vũ trang Nga trước khi thực hiện các cuộc tấn công, còn có các video chứng minh được quay từ các máy bay không người lái trinh sát với chức năng quan sát viên ở phía trên hiện trường sự kiện. Những UAV trinh sát đã ghi lại trọn vẹn những gì đang xảy ra, tức là tham gia vào việc kiểm soát khách quan, xác định tính hiệu quả của nhiệm vụ của các UAV Kamikaze Nga. Trong các video này có đặc điểm dễ nhận thấy là hầu như không có sự phản kháng nào từ các hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine. Thậm chí là ngay cả các khẩu súng máy cũng không thấy bắn phát đạn nào, chứ không nói đến các vụ phóng tên lửa từ hệ thống phòng không. Chính đặc điểm này nói lên nhiều điều về tình hình thực tế của lực lượng phòng không Ukraine. Đó là họ đã lâm vào tình trạng quá tải kéo dài, đang trên đà suy sụp, hầu như đã cạn kiệt đạn dược và chỉ giữ được một phần hiệu quả chiến đấu, nên không còn khả năng kháng cự trước đòn đánh của Nga. Trong khi kho tên lửa cũ của Liên Xô đã cạn sạch, các bệ phóng của lực lượng vũ trang Ukraine đang dần được chuyển sang tên lửa phòng không dẫn đường từ các nước phương Tây với số lượng ít ỏi, không đủ bù đắp lượng vũ khí, đạn dược đã tiêu hao.
Hơn nữa, các tổ hợp phòng không phương Tây chỉ có một số ít là tương đối hiện đại, phần lớn là đã lỗi thời và gồm nhiều chủng loại khác nhau, đã khiến chúng không thể phối hợp một cách hiệu quả. Trong thời gian gần đây, các quan chức quân đội Ukraine hy vọng sẽ được cứu bởi 160 máy bay chiến đấu của phương Tây, chủ yếu là F-16 và có thể là JAS-39 Gripen Mirage 2000. Số máy bay này sẽ giúp họ giành lại quyền kiểm soát không phận, không để máy bay và UAV Nga hoạt động tự do như thời điểm hiện nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!